Herzlich willkommen zum Deutschkurs. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tiếng Đức online của Trung tâm Ngoại ngữ Amanda Hải Phòng. Trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu đến các bạn bài tiếp theo của giáo trình tiếng Đức Studio 21A1, đó chính là bài Essen und Trinken. Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học ngay nhé. Mở đầu cho bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tên của một số thực phẩm trong tiếng Đức. Chúng ta có từ Lebensmittel có nghĩa là thực phẩm. Và theo như mọi lần thì cô đã chia sẵn danh từ chỉ thức ăn ra làm 3 cột: giống đực, giống cái và giống chung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những danh từ chỉ đồ ăn trong cột giống đực nhé. Chúng ta có der Käse, tức là phô mai. Số nhiều của từ phô mai chúng ta vẫn sẽ viết là Käse và chúng ta sẽ đọc là die Käse. Tiếp theo là bánh ngọt, chúng ta có từ der Kuchen. Và số nhiều của từ Kuchen cũng vẫn giữ nguyên, vẫn viết là Kuchen và chúng ta chỉ thay mạo từ là die Kuchen. Tiếp theo chúng ta có der Salami, tức là xúc xích lên men. Số nhiều của Salami sẽ thêm S, chúng ta sẽ đọc là die Salamis. Tiếp theo là Apfel, der Apfel là quả táo. Số nhiều của quả táo là chúng ta sẽ thêm umlaut. Vào chữ A chúng ta sẽ có die Äpfel. Tiếp theo, der Fisch là cá. Và từ Fisch, cá này thì nó sẽ không có số nhiều. Der Salat, tức là rau xà lách hoặc là món salad. Thì số nhiều sẽ thêm E, chúng ta có die Salate. Tiếp theo, der Schinken, thịt sông khói. Và món thịt sông khói này thì số nhiều cũng vẫn viết là Schinken. Và chúng ta thay bằng mạo từ die Schinken. Tiếp theo là der Pfeffer, là tiêu bắp và nó cũng không có số nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại cái cột giống đực này nhá. Der Käse, die Käse. Der Kuchen, die Kuchen. Der Salami, die Salamis. Der Apfel, die Äpfel. Der Fisch, der Salat, die Salate. Der Schinken, die Schinken. Der Pfeffer. Rồi tiếp theo là những danh từ chỉ thực phẩm ở giống cái, giống đi. Chúng ta có die Butter là bơ và nó cũng không có số nhiều. Die Kartoffel, số nhiều là chúng ta sẽ thêm chữ N đằng cuối từ thì chúng ta có từ die Kartoffel, tức là khoai tây. Đi tomato, cà chua, số nhiều là đi tomaten, chúng ta thêm chữ N vào đằng sau. Tiếp đến, đi Möhre là cà rốt và số nhiều cũng là thêm chữ N vào, chúng ta có đi Möhren. Đi Erdbeere là dâu tây, số nhiều cũng thêm N, chúng ta sẽ có đi Erdbeeren. Đến quả chuối là số ít đi Banane, số nhiều thêm N sẽ là die Bananen. Tiếp theo là quả cam, chúng ta có số ít là die Orange, số nhiều là die Orangen thêm N. Xúc xích chúng ta có từ die Wurst và nó chỉ có số ít không có số nhiều. Die Birne là quả lê, số nhiều thêm N là die Birnen. Die Nudel là mì, số nhiều là die Nudeln. Và thường thì chúng ta sẽ sử dụng số nhiều để nói về việc chúng ta đang ăn mì hay là mua mì thì chúng ta sẽ dùng số nhiều chứ không ai ăn một sợi mì nhá. Rồi tiếp theo, đi paprika là ớt chuông, số nhiều chúng ta thêm s, chúng ta có đi paprikas. Đi ananas là quả dứa, số nhiều chúng ta thêm se, chúng ta sẽ có đi ananas. Đi zwiebel là hành tây, số nhiều thêm n, đi zwiebel. Đi marmelade là mứt, số nhiều thêm N chúng ta có đi marmeladen. Chocolade, số nhiều chúng ta sẽ thêm N và thành đi chocoladen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần nữa ổ giống cái với mạo từ đi. Đi butter, đi kartoffeln, đi kartoffeln. Đi tomato, đi tomaten. Đi Möhre, đi Möhren. Đi Erdbeere, đi Erdbeeren. Đi Banane, đi Bananen.
Die Orange, die Orangen. Die Wurst, die Birne, die Birnen. Die Nudel, die Nudeln. Die Paprika, die Paprikas. Die Ananas, die Ananase. Die Zwiebel, die Zwiebeln. Die Marmelade, die Marmeladen. Die Schokolade, die Schokoladen. Tiếp theo là những thực phẩm có giống chung, tức là mạo từ das. Chúng ta có das Brot, số nhiều thêm e thành die Brote. Thịt gà das Hähnchen, số nhiều thì chúng ta giữ nguyên và chỉ thay bằng mạo từ die thành die Hähnchen. Das Ei là quả trứng, số nhiều là die Eier, chúng ta thêm er ở đằng sau. Tiếp theo là thịt das Fleisch, và thịt thì chúng ta không có số nhiều, chỉ có số ít. Das Obst là hoa quả, cũng không có số nhiều. Das Gemüse là rau củ, cũng không có số nhiều. Das Reis là gạo, cũng không có số nhiều. Das Eis là đá lạnh hoặc là kem thì cũng không có số nhiều. Das Salz là muối, cũng không có số nhiều. Das Müsli là ngũ cốc, số nhiều là Müslis. Chúng ta thêm S vào đằng sau. Và cuối cùng là Das Schnitzel là thịt tẩm bố chiên. Số nhiều thì chúng ta vẫn giữ nguyên là Das Schnitzel, vẫn giữ nguyên là Schnitzel, nhưng mà chúng ta thay bằng mạo từ die. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa tất cả những danh từ chỉ thực phẩm ở giống chung. Das Brot, die Brote. Das Hähnchen, die Hähnchen. Das Ei, die Eier. Das Fleisch, das Obst, das Gemüse, das Reis, das Eis, das Salz, das Müsli, das Müsli, das Müslis, das Schnitzel, die Schnitzel. Ở bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại cả cái bảng này. Der Käse, die Käse. Der Kuchen, die Kuchen. Der Salami, die Salamis. Der Apfel, die Äpfel. Der Fisch, der Salat, die Salate. Der Schinken, die Schinken. Der Pfeffer. Die Butter, die Kartoffel, die Kartoffel. Die Tomate, die Tomaten. Die Möhre, die Möhren. Die Erdbeere, die Erdbeeren. Die Banane, die Bananen. Die Orange, die Orangen. Die Wurst, die Birne, die Birnen. Die Nudel, die Nudeln. Die Paprika, die Paprikas. Die Ananas, die Ananase. Die Zwiebel, die Zwiebeln. Die Marmelade, die Marmeladen. Die Schokolade, die Schokoladen. Das Brot, die Brote. Das Hähnchen, die Hähnchen. Das Ei, die Eier. Das Fleisch, das Obst, das Gemüse, das Reis, das Eis, das Salz, das Müsli, die Müslis, das Schlissel, die Schlissel. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi mua sắm, chúng ta muốn đi mua thực phẩm chẳng hạn, chúng ta đến một siêu thị, một cửa hàng hoặc là một khu chợ, làm thế nào để chúng ta có thể nói được rằng chúng ta muốn mua cái gì đó từ người bán hàng, hoặc là chúng ta muốn hỏi giá của mặt hàng này thì chúng ta sẽ nói như thế nào và người bán hàng người ta sẽ trả lời chúng ta như thế nào? Thì mời các bạn đến với phần tiếp theo của buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về giao tiếp trong mua sắm. Chúng ta có từ Einkaufen có nghĩa là mua sắm. Trên bảng thì cô đang ghi ra một số từ, một số câu mẫu mà chúng ta có thể sử dụng trong quá trình mua sắm.
Rồi, đầu tiên, Fragen, was jemand möchte? Đây sẽ là câu những câu mà người bán hàng hỏi chúng ta khi chúng ta bước vào quán và người ta sẽ nói như thế nào? Fragen là hỏi, was jemand möchte tức là hỏi ai đó muốn cái gì? Hỏi một người nào đó muốn cái gì? Thì khi chúng ta bước vào quán thì hoặc là cửa hàng thì người bán hàng người ta sẽ chào hỏi chúng ta và người ta sẽ nói là bitte schön, Sie wünschen bitte hoặc là was darf es sein, có nghĩa người ta đang hỏi chúng ta muốn mua cái gì, thì người ta sẽ sử dụng một trong ba câu này. Tiếp theo thì người ta sẽ ví dụ như là trong cửa hàng ở nước Đức thì người ta có rất nhiều loại Käse tức là phô mai và người ta sẽ hỏi chúng ta là ngài muốn mua loại phô mai nào, thì người ta sẽ hỏi là welchen Käse möchten Sie. Tiếp theo, khi chúng ta đã mua được kha khá rồi và người ta có thể hỏi thêm chúng ta là noch etwas hoặc là darf es sonst noch etwas sein tức là ngài có muốn mua gì nữa không? Và cuối cùng thì người ta sẽ nói là möchten Sie eine Tüte tức là ngài có muốn sử dụng một cái túi không? Rồi, bên này sagen was man möchte. Nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ nói rằng chúng ta muốn mua cái gì thì chúng ta sẽ sử dụng những câu mẫu ở bên này. Đầu tiên khi mà người chủ cửa hàng người ta hỏi chúng ta xem chúng ta muốn mua cái gì thì chúng ta có thể trả lời đơn giản là 1 kilo Kartoffeln bitte tức là 1 cân khoai tây, làm ơn cho tôi 1 cân khoai tây, thì chúng ta có thể bỏ chủ ngữ đi, chúng ta bỏ chủ ngữ bỏ động từ và chúng ta chỉ cần nói cái ý chính là chúng ta muốn 1 cân khoai tây. Eine Liter Milch bitte tức là tôi muốn là 1 lít sữa, làm ơn cho tôi 1 lít sữa. Hoặc là khi chúng ta muốn nói đầy đủ thì chúng ta có thể dùng những câu như sau. Ich nehme einen Kuchen tức là tôi dùng một cái bánh ngọt. Ich möchte eine Dose Cola tức là tôi thì muốn một lon Coca. Ich hätte gern eine Flasche Bier tức là tôi thì muốn có một cái chai bia. Hoặc là khi chúng ta muốn xác định mua một cái gì nhưng mà chúng ta chưa tìm thấy thì chúng ta có thể hỏi người bán hàng là ví dụ haben Sie Schokolade tức là ngài có chocolate không? Hoặc là gibt es heute Salat là hôm nay thì ngài có salad không, có rau xà lách không? Rồi, tiếp theo là trả lời cho câu noch etwas hoặc là darf es sonst noch etwas sein tức là ngài còn mua gì nữa không, thì nếu mà chúng ta còn muốn mua gì nữa thì chúng ta sẽ sử dụng một trong những câu bên trên để chúng ta nói là mua cái gì nữa không. Còn nếu mà chúng ta không cần mua cái gì nữa thì chúng ta sẽ trả lời là Danke, das ist alles tức là cảm ơn, đây là tất cả. Rồi. Còn khi mà người bán hàng hỏi là möchten Sie eine Tüte thì ở Đức là người ta rất là hạn chế sử dụng túi ni lông, tức là người ta rất là bảo vệ môi trường. Thì khi các bạn đi mua sắm ở siêu thị hay là ở chợ thì một là các bạn sẽ tự mang túi của các bạn ở nhà đi. Hai là khi mà người ta hỏi như thế này tức là các bạn có thể dùng túi của họ nhưng mà họ đây là bán cho các bạn cái túi đó chứ không phải là họ cho túi miễn phí. Mà người ta nói như này tức là tí nữa người ta sẽ tính tiền túi vào cho các bạn. Nếu mà các bạn đã có túi rồi thì các bạn sẽ trả lời Nein, danke. Còn nếu mà các bạn chưa có túi và muốn sử dụng túi của người ta thì các bạn sẽ trả lời là Ja, bitte. Vâng, làm ơn hoặc là không, cảm ơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một lượt nữa những cái câu mẫu cho phần mua sắm này nhé. Bitte schön. Sie wünschen bitte. Was darf es sein? Đều có nghĩa là ngài muốn mua gì. Welchen Käse möchten Sie? Ngài muốn mua loại Käse nào? Ein Kilo Kartoffeln bitte. Einen Liter Milch bitte. Ich nehme einen Kuchen. Ich möchte eine Dose Cola. Ich hätte gern eine Flasche Bier. Haben Sie Schokolade? Gibt es heute Salat? Tiếp theo hỏi còn muốn mua gì nữa không? Noch etwas? Darf es sonst noch etwas sein? Danke, das ist alles. Cảm ơn, đó là tất cả. Möchten Sie eine Tüte? Ja, bitte. Hoặc là
Nein, danke. Cũng về chủ đề mua sắm thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hỏi về giá cả cũng như cách trả lời như thế nào. Chúng ta sẽ có 3 câu để các bạn có thể hỏi giá như sau. Ví dụ, Was kostet eine Dose Cola? Tức là một lon Coca thì có giá như thế nào? Hoặc là Wie viel kosten 100 Gramm Käse? Tức là 100 gram phô mai thì có giá là bao nhiêu? Hoặc là Was macht das? Là dùng cho tổng hợp. Chúng ta sẽ không kể ra chúng ta mua cái gì. Ví dụ các bạn mua rất nhiều đồ thì chúng ta chỉ đơn giản nói là Was macht das? Thì nó có giá bao nhiêu? Và tương tự câu trả lời, ví dụ như là cách trả lời thì cũng rất là đa dạng. Người ta có thể nói là 2 euro eine Dose, tức là 2 euro cho một cái lon. Hoặc là 2 euro bitter, người ta nói đơn giản luôn là giá tiền là 2 euro. Tiếp theo là câu hỏi 100 gram käse thì như các bạn thấy 100 gram käse nó sẽ là số nhiều. Còn eine Dose nó là số ít, nên các bạn chú ý chia nhá. Nếu số ít thì chúng ta chia là kosten, kostet, còn số nhiều chia là kosten. Thì ở đây 100 gram kia giờ là số nhiều, chúng ta sẽ trả lời là 100 gram kosten 2,99 euro. Rồi, hoặc là 100 gram kia giờ, chúng ta có thể thêm từ kia giờ hoặc là bỏ đi đều được. Kosten 2,99 euro. Rồi, was macht das là chúng ta nói luôn hỏi giá là thế cái chỗ này là bao nhiêu tiền. Das macht zusammen 19 Euro 99, tức là zusammen là chung, tức là tổng cái chỗ bạn mua đấy sẽ có giá là 19,99 euro. Ở bên chúng ta sẽ cùng đọc lại này. Hỏi về giá chúng ta có Was kostet eine Dose Cola? Chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi là was và động từ là kosten. Tương tự từ để hỏi là wie viel, bao nhiêu, từ để động từ là kosten, hoặc là câu was macht das. Was kostet eine Dose Cola? 2 euro eine Dose, hoặc là 2 euro bitter. Wie viel kosten 100 gram Käse? 100 gram kosten 2 euro 99. Was macht das? Das macht zusammen 19 euro 99. Rồi, cái phần lý thuyết của bài này thì cũng không có gì khó khăn, nên bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm phần bài tập nhé. Trên bảng thì cô đang có một bài tập như sau. Ở đây người ta sẽ cho một số câu trong giao tiếp, trong phần mua sắm, nhưng mà người ta đã đảo vị trí của các câu. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn sẽ là sắp xếp những câu này thành một đoạn hội thoại. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng đọc những câu này ra nhé. Guten Tag, was darf es sein? Gern sonst noch etwas? Nur 1,20 euro. Das macht zusammen 3,75 euro. Bitte. Wie viel kostet der Salat? Ich hätte gern 1 Kilo Kartoffeln. Dann nehme ich noch einen Salat und 2 Orangen. Das ist alles. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch những câu này ra. Guten Tag, was darf es sein? Tức là xin chào, ngài muốn mua cái gì? Hoặc là tôi giúp gì cho ngài? Thì đây sẽ là câu mở đầu của người bán hàng. Người ta sẽ hỏi chúng ta, hỏi vị khách đến. Rồi chúng ta có câu Gern sonst noch etwas, có nghĩa là ngài có mua gì nữa không? Nur 1,20 euro, tức là nó có giá chỉ có 1 euro 20 cent. Das macht zusammen 2,75 euro, tức là tổng giá trị, tổng cái sản phẩm ngài mua sẽ là 3,75 euro. Làm ơn. Wie viel kostet der Salat, tức là cái rau xà lách này thì có giá bao nhiêu? Ich hätte gern 1 kilo Kartoffeln, tức là tôi thì muốn mua 1 cân khoai tây. Dann nehme ich noch einen Salat, sau đó tôi muốn mua một cái rau xà lách. Und 2 Orangen, tức là và 2 quả cam. Das ist alles, đó là tất cả. Rồi, như các bạn thấy thì ở đây người ta đã cho sẵn số thứ nhất, tức là mở đầu đoạn hội thoại là câu Guten was darf es sein. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm xem là câu nào sẽ phù hợp với cái câu này. Rồi, sau khi dịch thì các bạn thấy câu nào sẽ là câu hỏi,
câu trả lời cho cái phần bạn muốn mua gì. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là sẽ có hai câu phù hợp. Một câu là nói là tôi cần mua một cân cà thô phèn. Một câu là tôi còn mua salad và cam. Vậy thì câu nào sẽ phù hợp hơn ạ? Tất nhiên sẽ là câu Ich hätte gern ein Kilo Kartoffeln. Rồi, vậy thì đây sẽ là số 2. Rồi, sau khi các bạn mua xong thì sao ạ? Người bán hàng người ta có thể hỏi chúng ta là thế ngài muốn mua gì nữa không? Chúng ta sẽ có câu Gern sonst noch etwas. Ngài muốn mua gì nữa không? Rồi, ngài muốn mua gì nữa không? Thì có thể trả lời là gì ạ? Chúng ta sẽ loại bỏ câu hỏi về giá đi, loại bỏ câu làm ơn đi. Chúng ta sẽ còn câu Wifi kostet der Salat hoặc là Danemich noch eine Salat. Thì như các bạn thấy thì phải hỏi giá xong thì người ta sẽ nói là thế tôi sẽ mua cái này cái kia đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cho số 4 sẽ là Wifi kostet der Salat. Người ta hỏi giá xong thì người ta sẽ mua. Thế bây giờ bao nhiêu tiền một cây salad, một cây rau xà lách? Thì người ta sẽ trả lời nào ạ? Ở đây có hai phần hỏi giá, trả lời về giá. Một phần là chỉ có một oi 20 cent thôi, hoặc là một phần là nó có tổng giá trị là tương đây. Thì tất nhiên không thể là tổng giá trị được đúng không? Đây người ta chỉ hỏi là một cây xà lách thì có giá bao nhiêu thôi. Thì chúng ta có thể trả lời là chỉ có giá 1 đồng 20. 1 oi 20 cent, nur 1 euro 20. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Sau khi người ta nói giá xong rồi, thì chúng ta có thể nói là gì? Thế vì bây giờ tôi sẽ mua một cây salad và hai quả cam. Đó là tất cả. Thì đây có thể sẽ là số 6. Tiếp theo là gì ạ? Chúng ta chỉ còn das Max Zusammen, nói về giá tổng giá trị. Món hàng là 3,75. Và làm ơn, cảm ơn. Rồi, thì tất nhiên sẽ là sau khi nói xong mình mua cái gì thì người ta sẽ nói giá trị sản phẩm mà mình đã mua. Và cuối cùng là bitter. Từ bitter này vừa có nghĩa trong tiếng Đức thì nó rất là đa dạng. Tức là chúng ta đưa tiền cho họ thì hoặc là họ đưa cái gì đó cho chúng ta thì họ có thể nói là bitter và chúng ta cảm ơn là danke. Hoặc ngược lại, nếu chúng ta danke cảm ơn thì người ta sẽ nói là bitter. Mời. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại cái đoạn hội thoại này. Đọc nha. Guten Tag, was darf es sein? Ich hätte gern ein Kilo Kartoffeln. Gern sonst noch etwas. Wie viel kostet der Salat? Nur 1,20 Euro. Dann nehme ich noch einen Salat und zwei Orangen. Das ist alles. Das macht zusammen 3,75 Euro. Bitte. Phần tiếp theo của buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học về câu so sánh trong tiếng Đức. Thì trong tiếng Đức sẽ có câu so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Thì trong chương trình A1, cụ thể là bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về câu so sánh hơn và hơn nhất của ba tính từ. Tính từ đầu tiên sẽ là tính từ viel, là nhiều. Tính từ thứ hai là tính từ gern, là thích. Và tính từ cuối cùng là tính từ gut, là tốt. Còn những tính từ còn lại, cách biến đổi như thế nào cũng như là câu so sánh bằng thì chúng ta sẽ được học trong chương trình A2 nhé. Còn chương trình A1 thì chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về so sánh hơn và hơn nhất của ba loại tính từ này thôi. Rồi, tính từ câu so sánh hơn nhất trong tiếng Đức, câu so sánh hơn thì sẽ là imperative, là so sánh hơn. Và chúng ta có từ superlative là so sánh hơn nhất. Imperative là so sánh hơn và superlative là so sánh hơn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng biến đổi những cái tính từ này về dạng so sánh hơn và hơn nhất nhé. Chúng ta có nhiều thì sẽ có từ nhiều hơn. Chúng ta có từ more là nhiều hơn.
Và nhiều nhất sẽ là am meisten. Thích thì chúng ta sẽ có thích hơn. Và am liebsten là thích nhất. Am liebsten, thích nhất. Tốt thì chúng ta có từ tốt hơn. Besser. Và tốt nhất. Am besten. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng imperative so sánh hơn ạ? So sánh hơn là chúng ta sẽ sử dụng khi mà chúng ta muốn so sánh về đặc điểm tính chất giữa hai sự vật hiện tượng. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn nhất đối với khi mà chúng ta muốn nói một cái sự vật hiện tượng nào đó ở một cái đặc điểm nào đó thì nó đứng thứ nhất. Ví dụ, bây giờ cô sẽ đặt ví dụ với câu so sánh hơn trước. Với từ viel là nhiều. Bây giờ cô sẽ đặt câu với từ mehr là nhiều hơn. Ví dụ như là tôi thì ăn cơm nhiều hơn là ăn mì. Chúng ta sẽ có câu sau. Tôi ăn nhiều cơm hơn mì. Ich esse mehr Reis als Nudeln. Cô sẽ lấy tiếp một vài ví dụ nữa để các bạn có thể suy ra công thức nhé. Tôi thì thích ăn kem hơn là ăn xúc xích, ví dụ thế. Ich esse kem Eis als Wurst. Tôi thì thích ăn kem hơn là xúc xích. Rồi, với từ chúng ta sẽ là thích hơn, lieber. Ich esse lieber Eis als Wurst. Tôi thì thích ăn kem hơn là ăn xúc xích. Rồi, tiếp theo, với từ tốt, tốt hơn thì ví dụ là tôi nói tiếng Đức tốt hơn tiếng Anh. Ich spreche besser Deutsch als Englisch. Rồi, cô sẽ đọc lại ba câu này. Ich esse mehr Reis als Nudeln. Ich esse lieber Eis als Wurst. Ich spreche besser Deutsch als Englisch. Tức là gì ạ? Tôi thì ăn nhiều gạo hơn là mì. Tôi thì thích ăn kem hơn là xúc xích. Tôi thì nói tiếng Đức tốt hơn là với tiếng Anh. Thì các bạn thấy sao ạ? Ở đây ngoài việc chúng ta sử dụng các tính từ so sánh hơn là nhiều, nhiều hơn này, thích hơn và tốt hơn, thì chúng ta còn sử dụng đến một từ nữa, đó là từ eyes. Trong câu so sánh hơn nhất bắt buộc chúng ta phải sử dụng đến từ eyes. Nếu không có từ eyes thì câu sẽ sai nha mọi người. Chúng ta sẽ sử dụng từ eyes, và sau từ eyes sẽ là cái từ chúng ta dùng để đối chiếu với vế đằng trước. Sau từ eyes ở đây là từ Nudeln, mì. Chúng ta dùng để đối chiếu với từ đằng trước của nó là gạo. Sau từ eyes là từ Wurst. Chúng ta dùng để đối chiếu với từ eyes là kem. Sau từ eyes là English. Chúng ta dùng để đối chiếu với từ Deutsch là tiếng Đức, tiếng Anh so với tiếng Đức. Rồi, gạo so với mì, kem so với xúc xích, và tiếng Đức so với tiếng Anh. Thế nên là nếu không có từ eyes ở đây thì chúng ta sẽ câu này sẽ sai, không có nghĩa gì hết. Nên là ngoài việc chúng ta sử dụng tính từ so sánh thì chúng ta phải sử dụng cả từ eyes. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang ví dụ liên quan đến câu so sánh hơn nhất. Thì so sánh hơn nhất thì nó rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ coi cả cái cụm so sánh hơn nhất này là một vị trí trong câu. Bây giờ cô sẽ cho nó lên vị trí thứ nhất. Am meisten nhiều nhất. Am meisten cô sẽ coi là vị trí thứ nhất trong câu. Thì vị trí thứ hai sẽ là của động từ, sau đó đến chủ ngữ. Ví dụ nhiều nhất là tôi thì ăn nhiều khoai tây nhất. Am meisten esse ich Kartoffeln. Tôi thì ăn nhiều khoai tây nhất.
Am meisten esse ich Kartoffeln, tức là cả cái cụm này sẽ đứng vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai là của động từ, sau đó là đến chủ ngữ. Thích nhất, am liebsten. Cô cũng viết lên đằng trước. Am liebsten. À, thích nhất à? Tôi thích đọc Harry Potter nhất đi. Am liebsten lese ich Harry Potter. Rồi, tốt nhất, ví dụ như là điện thoại di động thì tốt nhất. Hoặc là tôi nói tiếng Đức tốt nhất, tôi nói tiếng Anh tốt nhất, tôi nói tiếng Việt tốt nhất đi. Ok, besten sprecher ich Vietnamesisch. Rồi, am liebsten vị trí thứ nhất, leser vị trí thứ hai, ich vị trí thứ ba. Am besten vị trí thứ nhất, sprecher vị trí thứ hai và ich là vị trí thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần nữa những câu so sánh hơn và so sánh hơn nhất này nhá. Ich esse mehr Reis als Nudeln. Tôi thì thích ăn tôi thì ăn nhiều gạo, nhiều cơm hơn là mì. Ich esse lieber Eis als Wurst. Tôi thì thích ăn kem hơn là ăn xúc xích. Ich spreche besser Deutsch als Englisch. Tức là tôi thì nói tiếng Đức tốt hơn so với tiếng Anh. Là chúng ta sẽ sử dụng tính từ so sánh hơn và từ Eis. Còn ở câu so sánh hơn nhất thì như sau. Am meisten esse ich Kartoffeln. Tôi thì ăn Kartoffeln nhiều nhất. Am liebsten esse ich leser ich Harry Potter. Tôi thì thích đọc Harry Potter nhất. Am besten spreche ich Vietnamesisch. Tôi thì nói tiếng Việt tốt nhất. Thì như các bạn thấy là cả cái cụm từ am meisten, am liebsten, am besten chúng ta sẽ coi là vị trí thứ nhất, sau đó là đến động từ và chủ ngữ và các thành phần còn lại trong câu. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng áp dụng phần kiến thức về so sánh hơn và hơn nhất vào phần bài tập. Trên bảng thì cô đang có một bài tập điền vào chỗ trống. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là gì ạ? Erkennen Sie phi, mehr oder mehr als. Tức là ngài hãy điền từ phi, từ mehr hoặc là từ mehr als. Ở đây cô có 4 câu. Chúng ta sẽ lần lượt đọc và dịch từng câu nhé. Câu đầu tiên. Die Deutschen essen gern Döner. In Berlin gibt es... Döner lokale... In Istanbul, tức là gì ạ? Người Đức thì rất là thích ăn bánh döner. Rồi, người Đức thì rất thích ăn bánh döner. Rồi, ở Berlin, kíp S là có. Ở Berlin thì có những cái vị trí, những cái nơi bán bánh döner. So với in Istanbul thì ở đây chúng ta thấy là sao? Có hai cụm từ là in Berlin và in Istanbul, tức là nó đang phải là một câu so sánh giữa hai sự vật hiện tượng. Thì sao? Chúng ta sẽ phải sử dụng câu so sánh hơn. Vậy thì so sánh hơn ở đây chúng ta sẽ điền từ gì ạ? Chúng ta thấy ở đây xuất hiện hai cái chỗ trống thì chúng ta sẽ phải điền từ mehr als, tức là nhiều hơn. Chúng ta sẽ điền là mehr als. Vậy thì câu này sẽ dịch là gì ạ? Die Deutschen essen gern Döner. In Berlin gibt es mehr Döner lokale als in Istanbul, tức là người Đức thì rất thích ăn bánh döner, thế nên là ở Berlin sẽ có nhiều cái chỗ bán bánh döner hơn là ở Istanbul. Câu thứ hai. In Deutschland und Österreich isst man Wurst. In der Schweiz Käse. Chúng ta sẽ viết như thế nào đây ạ? Ở Đức và Áo thì người ta ăn cái gì? Ở xúc xích. Ở Thụy Sĩ thì người ta sẽ ăn cái gì? Käse. Thì chúng ta sẽ có thể ghi hai trường hợp. Chúng ta sẽ có thể ghi ở đây là người ta có ăn nhiều xúc xích. Còn ở Thụy Sĩ người ta ăn nhiều Käse. Hoặc là ở Đức và Áo người ta ăn nhiều xúc xích hơn. Và ở Thụy Sĩ thì người ta lại ăn nhiều Käse là phô mai hơn. Đấy.
Chúng ta có thể có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là chỉ nói là ở Đức và Áo người ta ăn nhiều xúc xích, còn ở Thụy Sĩ người ta ăn nhiều cây dở. Nhưng mà câu sẽ hay hơn nếu chúng ta sử dụng từ so sánh hơn là me, tức là ở Đức và Áo thì người ta lại ăn nhiều cây xúc xích hơn, còn ở Thụy Sĩ thì người ta ăn nhiều cây dở hơn. Thì đây là có một sự so sánh giữa hai vùng là Đức, Áo và vùng Thụy Sĩ. Thế nên là ưu tiên chúng ta sẽ sử dụng từ me cho trường hợp này. Tiếp theo, die Menschen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz essen Kartoffeln. Die Menschen in Südeuropa. Rồi chúng ta lại thấy sao ạ? Con người ở Đức, Áo và Thụy Sĩ ăn khoai tây so với con người ở Südeuropa, thì ở đây cũng lại có sự so sánh giữa những cái người ở Đức, Áo, Thụy Sĩ và những cái người ở Südeuropa là miền Nam của châu Âu. Thì chúng ta lại thấy có sự so sánh giữa hai vùng miền đúng không? Thì thêm nữa là ở đây lại có hai chỗ trống thì chúng ta sẽ điền gì ạ? Chúng ta sẽ điền từ mehr als. Rồi, có sự so sánh giữa hai nơi là ở Đức, Áo, Thụy Sĩ so với một nơi là Südeuropa, miền Nam châu Âu. Mà lại có hai chỗ để chống nữa thì chúng ta sẽ chỉ có thể điền từ mehr als được thôi. Rồi tiếp theo là in Deutschland, Österreich und in der Schweiz kocht man zu Hause. Tức là ở Đức này, Áo và Thụy Sĩ người ta nấu ăn ở nhà. Thì ở đây chúng ta không có sự so sánh đến một cái vùng miền nào khác. Ví dụ một đất nước nào khác như câu trên thì có sự so sánh một bên một vế là Đức, Áo, một bên là Thụy Sĩ, nhưng ở đây là ba cái đất nước này nằm cùng một vế thì chúng ta không có sự so sánh nào cả, thì tất nhiên là chúng ta không thể dùng từ mehr als, vì ở đây chỉ có một vị trí không dùng được mehr als là hai vị trí này. Chúng ta không thể dùng từ mehr vì không có một cái từ so sánh, một cái vế so sánh đằng sau, và chúng ta chỉ có thể sử dụng từ viel là nhiều. Tức là ở Đức, Áo, Thụy Sĩ thì người ta sẽ nấu ăn nhiều ở nhà và không có vế đằng sau để so sánh với một cái đất nước nào khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại cái bài này nhé. In Deutsch, die Deutschen essen gern Döner. In Berlin gibt es mehr Döner Lokale als in Istanbul. Người Đức thì rất thích ăn bánh Döner. Ở Berlin thì sẽ có nhiều cửa hàng Döner hơn so với ở Istanbul. In Deutschland und Österreich isst man mehr Wurst. In der Schweiz mehr Käse. Tức là ở Đức và Áo thì người ta ăn nhiều xúc xích hơn, còn ở Thụy Sĩ người ta ăn nhiều phô mai hơn. Die Menschen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz essen mehr Kartoffeln als die Menschen in Südeuropa. Tức là những cái con người ở Đức, Áo và Thụy Sĩ thì sẽ ăn nhiều khoai tây hơn so với những cái người ở miền Nam châu Âu. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz kocht man viel zu Hause. Ở Đức, Áo và Thụy Sĩ thì người ta sẽ nấu ăn nhiều ở nhà. Phần tiếp theo cũng là phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một từ để hỏi trong tiếng Đức, đó là từ Wens. Chúng ta có Fragewort, từ để hỏi Wens. Vậy Wens là gì và cách sử dụng của nó như thế nào thì mời các bạn hãy cùng theo dõi trên bảng. Trong phần đầu, cái phần giao tiếp khi mua sắm ấy, thì chúng ta có một câu là Welchen Käse möchten Sie? Có nghĩa là ngài muốn cái loại Käse nào? Vậy thì từ Welch này sẽ có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nào? Từ Welch sẽ có nghĩa là nào? Khác với những từ để hỏi bình thường Was, wer, wo, wohin, những cái từ để hỏi đấy thì có thể đứng một mình, thì từ để hỏi Welch có nghĩa là nào này thì nó lại không thể đứng một mình như những cái từ khác, mà nó bắt buộc phải đi kèm với một cái danh từ. Ví dụ ở đây là Käse, loại phô mai nào, hoặc là cái áo nào, ngài muốn mua cái áo nào, ngài muốn mua cái quần nào, bộ com lê nào thì đẹp, cái đèn nào thì sáng, vân vân. Tức là chúng ta sẽ bắt buộc phải đi từ Welch sẽ cộng với một cái danh từ thì nó mới có nghĩa, nó sẽ đi kèm với một danh từ. Tiếp theo ạ, vì nó đi kèm với một danh từ thế nên là nó cũng sẽ có phần chia, nó sẽ giống với mạo từ là nó sẽ chia đuôi giống như mạo từ. Như các bạn thấy ở đây là chúng ta có đuôi en, tức là nó sẽ phải chia như là chia một mạo từ, bởi vì là nó đi kèm đằng sau sẽ là một danh từ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng viết lại cái bảng mạo từ nhé.
Rồi bảng mạo từ của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học từ vens ở nominative và từ vens ở accusative. Tức là từ vens ở cách 1 và từ vens ở cách 4. Chúng ta sẽ chia giống được, giống cái, giống chung và số nhiều. Ví dụ một từ giống được chúng ta có từ der, geser. Chuyển sang acu sẽ thành den, geser. Rồi, một từ giống đi, ví dụ đi banana, đi dozer đi, đi dozer, cái lon. Sang acu vẫn là đi dozer. Giống das, ví dụ das bund, cái bó. Das bund. Và số nhiều, ví dụ như là đi bananen. Sang acu cũng vẫn là đi bananen. Rồi, từ những cái từ ở mạo từ này, những cái mạo từ der, die, das, die và den, die, das, die này thì bây giờ cô sẽ chuyển nó sang từ vens. Rồi, từ der thì chúng ta sẽ có venture, venture, geser. Đi thì chúng ta sẽ thành venture, dozer. Das chúng ta sẽ có ventures, bund. Và số nhiều là venture, bananen. Rồi, tương tự ở phần accusative, đen thì chúng ta sẽ có ventchen, geser. Đi là vẫn là venture, dozer. Das thì vẫn là ventures, bund. Và số nhiều vẫn là venture, banana, bananen. Rồi, như các bạn quan sát thấy thì ở đây người ta sẽ lấy đuôi của mạo từ, nó sẽ gần giống đuôi của mạo từ để viết cho đuôi của từ vens. Rồi, der thì thành venture, der venture. Đi thành venture, das thành ventures, đi thành venture. Đen thành ventures, người ta lấy đuôi en của chữ đen vớt xuống chữ vens thành ventures. Đi thành venture, das thành ventures, đi thành venture. Rồi, khi nào chúng ta sử dụng nomi ạ? Nomi sẽ được sử dụng khi nó làm chủ ngữ, danh từ làm chủ ngữ. Và chúng ta sẽ sử dụng acu khi mà cái danh từ này làm tân ngữ. Thế nên như các bạn thấy ở trong câu ngài muốn mua cái loại cây giờ nào thì chữ gì này là của chúng ta là chủ ngữ rồi đúng không? Thì cái cây giờ nó bắt buộc phải làm tân ngữ. Thế nên là chúng ta sẽ chia cây giờ ở accusative. Rồi bây giờ cô sẽ thử lấy một ví dụ khi mà cái từ vens này và danh từ đi kèm nó đóng vai trò là chủ ngữ nhé. Ví dụ như là quyển sách nào thì mới. Chúng ta sẽ có câu quyển sách nào thì mới. Từ nào là từ gì ạ? Vens. Quyển sách là book. Quyển sách là giống gì? Giống das. Quyển sách nào thì mới? Thì ở đây quyển sách đóng vai trò là chủ ngữ. Thế nên là chúng ta sẽ dõi dọc theo cái bảng nomi này. Thêm nữa, cuốn sách là giống gì ạ? Giống das thì chúng ta sẽ dọc theo hướng này, chữ N, chữ das, das book thì sẽ thành ventures. Chúng ta sẽ có ventures book thì là ở động từ dài, mới, tính từ noi. Ventures book is noi. Rồi thêm một ví dụ nữa nhé.
Ví dụ là cho giống đi đi. Cái lon Coca nào thì rẻ, ví dụ thế, lon Coca nào thì rẻ đi, chúng ta sẽ có gì ạ? Lon Coca nào? Lon Coca nào thì rẻ. Lon Coca nào, chúng ta lại có từ nào là Venge. Cái lon là Dozer Cola. Rồi, Venge thì ạ, Dozer của chúng ta là giống đi. Thì Venge sẽ là Venture thêm chữ E. Venture Dozer Cola thì là ở East rẻ, Village. Vậy chúng ta sẽ có câu lon Coca là thì rẻ sẽ là Venture Dozer. Chúng ta sẽ chia cái chữ này theo từ Dozer nhé mọi người, chứ không thích chia theo Cola đâu. Chúng ta sẽ chia từ Venture này theo mạo từ của từ Dozer. Venture Dozer Cola is Village. Rồi, tiếp theo là có giống Das, giống Der. Rồi, ở giống Das, giống Đi và giống Der. Giống Der thì ở bên này chúng ta mới có Der là ở Akku. Bây giờ thêm một ví dụ Der ở Nomi. Vẫn là kê giờ đi. Cái kê giờ nào thì ngon. Rồi, loại kê giờ nào thì ngon. Loại phô mai nào thì ngon. Chúng ta sẽ có gì ạ? Venture Käse. Venture Käse thì is ngon lecker. Venture Käse is lecker. Rồi, đây là ba ví dụ khi mà từ Venge và danh từ của nó đi kèm đóng vai trò là chủ ngữ thì chúng ta sẽ gióng ở cột nominative. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ khi mà từ Venge và danh từ của nó đóng vai trò là tân ngữ ở accusative. Rồi, ở dọc cột giống Der thì chúng ta đã có ví dụ rồi, Venge Käse Merchant gì. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ ở cột giống Đi và giống Das. Giống Đi, Đi đâu giờ, vẫn là Đi đâu giờ đây. Ngài dùng cái lon coca nào, ví dụ thế. Ngài dùng lon coca nào thì lon coca nào lúc này sẽ là ở Akku. Nhưng mà ở Akku hay ở Nomi thì cái giống đi nó đều là Venture đúng không? Venture Dozer Cola nên gì? Ngài dùng cái lon coca nào? Hoặc là ở giống Das, ngài muốn đọc cái quyển sách nào đi? Quyển sách là giống Das thì sẽ là Venture, dù ở Nomi hay Akku thì nó đều là Venture book. Möchten Sie lesen? Ngài thì muốn đọc quyển sách nào? Rồi, vậy là chúng ta vừa lấy xong ví dụ từ để hỏi Venge nằm ở cột accusative, tức là tân ngữ ở giống đực, giống cái và giống chung. Bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng cái phần bảng từ để hỏi với Venge này vào phần bài tập. Trên bảng thì cô đang có một bài tập điền vào chỗ trống. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ sẽ sử dụng từ để hỏi Venge để điền vào sao cho phù hợp. Câu đầu tiên rất là thân thuộc đúng không? Chúng ta có từ Käse möchten Sie, tức là ngài muốn mua loại käse nào, thì ngay ở trên bảng đã có rồi đúng không? Chúng ta sẽ phân tích một chút câu này nhé. Ngài ở đây là chủ ngữ thì käse sẽ làm tân ngữ và chúng ta sẽ chiếu theo cái bảng tân ngữ accusative. Käse là giống đực, chúng ta sẽ có từ Venchen, giống đực là Venchen. Rồi, Frisch Käse bitter, ok, tức là phô mai tươi. Lebensmittel kaufen Sie oft? Ngài thường mua cái loại thực phẩm nào? Lebensmittel là một từ người ta sẽ luôn sử dụng ở số nhiều. Người ta sẽ luôn sử dụng số nhiều nên chúng ta lại dõi xuống bảng số nhiều. Thì ở đây ạ, Sie là chủ ngữ thì Lebensmittel sẽ là tân ngữ, chúng ta lại dõi theo bảng số nhiều. Mà ở Akku thì chúng ta sẽ có gì ạ? Venture. Và câu trả lời là Reis, Obst und Wurst, tức là gạo
hoa quả và xúc xích. Tiếp theo, Marmelade ist du gern, tức là bạn thì thích ăn cái loại mứt nào? Mứt ở đây Marmelade là giống cái. Nào chúng ta lại rồi, giống cái. Và làm sao? Du là chủ ngữ rồi, thế nên Marmelade sẽ là tân ngữ. Chúng ta dõi theo bảng tân ngữ ở giống cái thì là venture. Vậy sẽ là venture Marmelade ist du gern. Rồi. Ich esse gern Erdbeer Marmelade, tức là tôi thì thích ăn mứt dâu. Câu thứ tư, oft kaufst du, bạn thì mua cái loại hoa quả nào? Thì từ hoa quả của chúng ta là giống gì ạ? Chúng ta có từ das Obst, tức là hoa quả thì nó ở giống das, đúng không? Mà thêm nữa là du là chủ ngữ rồi, nên Obst sẽ phải là tân ngữ. Chúng ta dõi theo bảng Akku đến giống das, chúng ta sẽ thấy từ Ventures. Ventures Obst kaufst du, ich kaufe Bananen und Birnen. Birnen có nghĩa là tôi thì mua chuối và lê. Rồi tiếp đến chúng ta có câu Gemüse ist heute billig. Như các bạn thấy thì ở đây chỉ xuất hiện một danh từ duy nhất là Gemüse. Vậy thì Gemüse tức là rau củ sẽ làm chủ ngữ. Và chúng ta sẽ dõi theo bảng chủ ngữ là Nominative. Rồi tiếp theo Gemüse là giống gì ạ? Giống das. Thì chúng ta sẽ thấy das ở chủ ngữ sẽ là từ để hỏi là Ventures. Vậy thì đơn giản chúng ta sẽ ghi từ Ventures vào đây. Mọi người nhớ nha, bốn câu bên trên thì chúng ta đều thấy xuất hiện chủ ngữ, thế nên là những cái từ để hỏi ở Vents này nó sẽ nằm ở tân ngữ Akku. Riêng câu cuối cùng không có một cái danh từ nào khác ngoài danh từ Gemüse. Vậy thì Gemüse lúc này sẽ phải làm chủ ngữ, và chúng ta sẽ đóng câu 5 ở cột Nomi. Câu trả lời là Salat und Möhren, tức là rau xà lách và cà rốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại 5 cái câu này. Welchen Käse möchten Sie? Frischkäse bitte. Welche Lebensmittel kaufen Sie oft? Reis oft und Wurst. Welche Marmelade isst du gern? Ich esse gern Erdbeermarmelade. Welches Obst kaufst du? Ich kaufe Bananen und Birnen. Welches Gemüse ist heute billig? Salat und Möhren. Vậy là buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn đã có một giờ học vui vẻ và bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cheers.